À, uống đi. Này cháu uống đúng một cốc thôi. Gì con? Nhưng mà cái quán này có cái gì mà hôm nay tự nhiên ra đây bố? Không ngồi cái quán kia vì cái quán nó gần hồ, sợ gió nó thổi vào đầu anh Công. Cắt tóc thì cái vừa mát vừa nhẹ cả đầu bố ạ. Nhưng mà phải công nhận là bố mình bảy xịt rồi mà tông nơ vẫn mướt mượt nhỉ? Không lõm tí nào. Chuyện này, kể cả ba anh nhá, đều do cái bàn tay kê kéo vàng này cắt từ hồi cởi chuồng đến lúc mà học hết cấp 3 mới được ra hiệu đấy nhá. Cũng hên xui bố ơi, thỉnh thoảng kéo nhôm đấy. Cái thời em lớp 11 ấy, bố chả cắt béng cái mái con lên tận đỉnh đầu ấy. Bậy. Đúng rồi. Một hồi ấy, nó còn ngượng, không dám đi học, cứ khóc mù mù loa lên. Hồi đó thích cái cô bé gì đầu võ như mình đấy ạ? Mà sau này cả nhà chuyển đi đâu đấy nhở? Cô bé tên gì nhở? Lam. Lam. Đúng rồi, cô bé Lam. Thích cô bé Lam lắm. Sau Ngân bảo là sau này lớn lên phải lấy Lam làm vợ, đẻ con đặt tên là Thắng là Cảnh, sẽ thành này danh Lam Thắng Cảnh cơ mà. Kinh đó. Ôi thôi chết. Thế là yêu con bé Lam à? Vâng. Nhà gần nhà mình mà cả nhà bố mẹ thì đánh lô đề cờ bạc rồi xong phải bán nhà, xong rồi đi đâu ấy nhỉ? Đấy, đúng cái nhà đấy. Thằng này nó còn nhịn ăn sáng xong lấy cái tiền đấy tập tuệ đánh 1-2 điểm lô để lấy lòng bố mẹ cái Lam. Không có ăn đâu. Thôi tuét đít ra. Anh em con phải khuyên răn mãi đấy ạ. Chứ không có khi cái nhà mình bay luôn rồi. Lúc đấy là danh Lam lũ chứ đâu được là danh Lam Thắng Cảnh, đúng không? Anh này á, nứt mắt ra đã yêu đương, toàn nhịn ăn sáng thì đi đánh lô đề. May mà hư hỏng sớm thì lớn trưởng thành ấy. Không có gì á, nát người cái bố nhá. Bố. Không phải bố. Kỷ niệm mà. Thôi coi. Tôi đặt béo. Ôi trời, đi đâu này? Em ra đây ngồi em bố con tôi cho vui nhá. À, vào đây, vào đây. Chào chú ạ. Chào bác ạ. Bác. Chúng mày cứ xem xét đi thôi. Chắc là không nhớ mặt bác. Đặt béo à? Tôi nhớ một việc. Ông đại diện cho những người ung thư hơn 10 năm mà vẫn sống khỏe. Ông động viên hộ thằng con tôi mấy lời. Vâng vâng, cháu nó cũng bị ca. Nhưng mà ông nhớ là phải làm như là vô tình anh em mình gặp nhau ấy nhá. Rồi. Mà theo tôi ấy, thì ông cứ mắng thẳng vào mặt nó cho tôi. Cái thằng này nó bị ca nhưng mà nó lại theo cái kiểu hệ trầm kha. Càng âu sầu ai oán thì nó lại càng hưng phấn không ạ? Tôi nói thế anh có hiểu không? Vâng ạ. Vâng, trông mặt ẩn thối ra là biết là chưa hiểu. Bác với bố cháu ngày xưa vào sinh ra tử có nhau. Cái hồi biết tin bác bị ung thư giai đoạn 3, bố cháu về tận làng để thăm bác. Khóc từ đầu làng khóc vào. Rõ dơ. Thế mà bây giờ bác khỏe gấp đôi bố cháu. Đấy. Để thi xem nào, thằng nào đứt trước. Phải nói là cái tinh thần mà chiến đấu chống lại bệnh tật này của bác Đạt ấy thì là tuyệt vời. À, mấy ông mà chuẩn bị phong bì để phúng viếng ông ấy đi cả cho ấy. Đấy. Giặc còn chả giết được anh em mình. Mấy cái con ung thư vớ vẩn ấy, nhầm nhò gì. Các anh bây giờ động đau đớn gian khổ một tí là khóc lóc ẻo lả lắm. Nào, thẳng cái lưng lên, quân dung tươi tỉnh lên xem nào. Đấy, tinh thần sẽ chiến thắng mọi bệnh tật. Bây giờ đồng chí phải tập trung tư tưởng chữa bệnh và điều trị cho tốt. Rõ chưa? Rõ. Uống thôi. Mời bác. Mời bác ạ. Đấy, ông thấy chưa? Ba cái thằng danh con mình lừa phút mốt. Ăn thế nào được anh em mình? Toại còi này á, bài binh bố trận á, gọi là nét căng. Nhưng mà này, nói vậy thôi,
ông cũng phải chăm sóc, động viên thằng Công một chút. Giai đoạn hóa trị này là người mệt lắm đấy. Mà cả ông nữa, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Vậy thôi thì, cảm ơn ông bạn già nhiều nhá. Về nhá. Bố mời bác Đạt đến để giáo huấn con đúng không? Gì nhố nhăng, ai thèm làm mấy trò trẻ con. Tôi đi vào không tiếp.